đất nước tôi thoát thả đón đàn cầu nghe dịu nỗi đau của mẹ ba lần tiễn con đi hai lần con thật lặng lẽ các anh không về mình mẹ lặng im đất nước tôi lắng sao chưa hè một dòng cát cao, lắng sao chưa hè một dòng cát cao. Xin hát về quê đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Tám tân chung thủy, như những cái câu hò lặng trong tiếng sao. Đêm lạnh giặt diều tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đón nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Vẫn còn gian khổ, hát khóc chia đều, dẫu no dẫu đói, ta vẫn vẹn tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi đón ngôi sáng người một mùa khi tranh đã vào thưa dù khó đòi vỡ Hiện tại thì anh em vừa nghe em hát một đoạn karaoke trên cái cấu hình là này anh em nhé, cái con loa K12 mà em đã từng giới thiệu đến cho tất cả anh em. Và trong bộ dàn thì em đang sử dụng cái bộ cái cân bằng số cao cấp X300. Đấy, con này thì trên dưới 10 triệu anh em nhé, và bộ mic không dây cũng trên dưới 10 triệu đấy, không rẻ đâu. Đấy. Và có số điện 40, một cấu hình rất là hay anh em ạ. Đấy. Và hiện tại thì vừa rồi cho anh em xem đấy, hoàn toàn là hai cái đường mic như này. Là em vẫn cứ để mặc định này đấy. Và con vang số này là em đang kết nối phần mềm nhé. Anh em nghe này, em đang kết nối phần mềm này. Đấy. Đấy, em tắt này đấy. Tắt phần mềm đi đúng không ạ đấy. Tức là đang kết nối phần mềm cho anh em thấy đấy. Là cái đường mic A và mic B. Con này chạy hai đường mic riêng biệt anh em nhé. Hai đường mic thì em đang để là hoàn toàn là mặc định này đấy. Để mặc định đã hát được rồi đấy. Đối với những sản phẩm tốt thì anh em không cần phải can thiệp quá nhiều, vì là tất cả được nghiên cứu đồng bộ chính hãng, chất âm rất là tốt anh em nhé. Đồng bộ chính hãng cao cấp thì anh em gần như là không phải can thiệp và rất nhàn cho anh em kỹ thuật. Đấy. Gần như là đặt vào là ăn được rồi. Đấy, các bác thấy là rất nhiều bộ thì cái đường mic này phải chỉnh sửa rất là khủng khiếp đúng không ạ? Co kéo rồi quy nắn rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì cái đường này em để mặc định chả phải can thiệp gì cả. Đấy. Và kể cả như là cái effect em cũng gần như là em cũng chỉ can thiệp một chút thôi. Không can thiệp nhiều. Đấy. Can thiệp cái độ dài ngắn thôi. Chứ còn ngoài ra thì cũng vẫn để nguyên đấy. Đấy. Nó đã hay rồi anh em nhé. Cái cấu hình này hát thử cho anh em nghe thôi. Còn mai kia thì em sẽ cho nó đủ bộ lên này. Còn con quản lấy nguồn nữa. Hôm nay thì em chưa cho quản lấy nguồn lên. Lên đủ bộ cho anh em. Cái bộ này thì cũng không rẻ anh em nhé. Anh em nào muốn sở hữu những bộ karaoke chất lượng thì nó sẽ không rẻ lắm đâu. Đấy. Có gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em. Sử dụng những bộ karaoke thực sự hay anh em nhé. Xin chào tất cả các bác và anh em.